Anh em ta về cùng nhau ta quây quần em.
thanh mạch ban liên lạc của niên khóa 1979-1982 của trường Hoàng Hoa Thám Thanh Lưu chúng ta. Xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị các bạn đến từ buổi lễ hôm nay. Có thể nói rằng là Di Tướng rất là xúc động khi thấy 40 năm chúng ta ngồi lại với nhau. Điều đầu tiên Di Tướng nói là Di Tướng cảm ơn tất cả các bạn, và cũng chính các bạn nữa, các bạn cũng hãy cảm ơn các bạn đi, bởi vì chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi, không quản ngại thời gian, bỏ hết trăm công nghìn việc để hôm nay chúng ta ngồi ở đây để nhìn lại nhau sau 40 năm. Có những bạn mình biết rằng là 40 năm rồi mới gặp mặt lại nhau, thì để chúng ta có cái gì, ngồi lại đây để được cái gì? Một cái điều đơn giản nhất đó là chúng ta có một vé đi về tuổi thơ, đó là chúng ta thì có trở về với nhau với tình bạn, và tại nơi đây chúng ta có thể mạnh miệng gọi với nhau mà ngoài đời chúng ta không thể gọi được, đó là hai tiếng mày tao. Và hôm nay trở về trường, trở về lớp, thì cách đây nhiều năm chúng ta đã trở về rồi, thì phải nói trở về trường thì có những không gian, có những hàng cây bóng mát. Thì nói đến những hàng cây ở trường Hoàng Hoa Thám thì Di Tướng nhớ tới lời của một bài hát, đó là bài Trường Hoa Thám. Thì có thể là mạn phép là các bạn mình ở đây là đọc lời của bài hát thôi nha, nếu các bạn nào thuộc thì có thể là hát theo mình. Toàn hoa thơm nông dân Việt Nam anh hùng, hồn miên thê trên người dọc khe khiếp vung. Toàn hoa thơm nhìn ngàn ngày mai trên trường, đẹp trang xoay trên người yêu thương. Thế nói chung tươi hàng cây ma trường, làm gì chưa biết âm đó không người. Thank you.
Oh my God.
xin mời các bạn cho một tràng tấm tay. Xin chào các bạn, Quỳnh Anh cùng ban liên lạc hân hoan chào đón toàn thể bạn bè về tham dự. Và xin mượn vần thơ của đàn anh Hồ Hoàng Dũng vinh hạnh khai mạc buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm Hoàng Hoa Thám 1982. Ngày ta quen, mình lo lắng tương lai, dấu ưu tư in hành lên chân sáo, tưởng niềm đau từng nỗi lo tôn áo, đâu biết cuộc đời một thoáng mây bay. Mùa hè cuối cùng chứa chan cảm xúc hơn bao giờ, giữa mênh mông trời rộng, hàng phượng vĩ rực hồng, thầm thì nhắn gửi, giả từ nhé đàn chim trắng thân thương, xếp lại tập vở sắc đèn, bắt đầu hành trình mới. Hành trình của miệt mài cần lao, đương đầu thử thách, nếm trải bao nhiêu khoai củ trần ai. Rồi khi bất chợt nhìn lại quãng đường 40 năm buồn phượng cháy, chúng ta thảng thốt ngỡ ngàng, đâu biết cuộc đời là một thoáng mây bay. Thời mực tím lùi vào quá khứ, năm tháng vô tư lự cũng tàn phai. Không còn những sớm mai cùng bạn bè tung tăng đến lớp, những nắng trưa rộn ràng như bầy ong vỡ tổ, gọi nhau khi chuông vang báo hiệu tan trường. Những chiều hôm mưa dầm gió rét, bỗng ước ao có bàn tay nào, chiếc ô nào ấm áp chở che. Cũng không còn mối tình đầu giấu kín vào những bài thơ còn hoài trong vở hết giờ chơi, mang đến lại mang về. Mọi tổn thức đắng say dại khờ phôi pha dần trong miền ký ức. Mùa hạ năm 18 lớn lên khi chiến tranh vừa dứt, thời bao cách nối tiếp, thế giới hoa mộng chưa kịp lặn ngược vẫy vùng, thì thực tế cam go đã rình rập trước mắt. Khát vọng cống hiến, đam mê cháy bỏng, lý tưởng cao vời từ những rù trâu, thét đã tôi thế đấy, đất nước đứng lên từ ấy, nằm lại trên bục giảng. Đường đời trăm nẻo, chúng mình mãi miết dấn thân. Và hôm nay, ngày của 40 năm một thở hoàng hoa, trong thời khắc bằng nguyện tha hộ, chắc rằng tâm trí mỗi người ít nhiều đều thấp thoáng hình ảnh ngôi trường rêu phong cũ kỹ, có cổng sắt hoen rỉ chóc sơn, trước cửa phòng giáo viên bội xứ lặng lẽ tỏa hương hoa, hàng cây đao nhẫn nại thả bóng mát, bàn ghế trầy trụa lon lỗ, bảng đen bạc màu hương hương bụi phấn, lẫn đâu đây giọng nói tiếng cười, thầy cô bạn bè mơ hồ trong gió, tất cả gợi lên niềm thương nỗi nhớ biết mấy mùa xanh xưa. Mùa xanh xưa trôi bền bồng dịu vợi, những cô cậu thư sinh khóa 82 ngày nào theo dòng đời trong buổi, giờ đây tóc anh đã thành mây trắng, mắt em dán thời gian qua. Xin gìn giữ khung trời hồn tiếng nơi chúng ta cùng sống những tháng năm học trò, xin hong ấm những chia sẻ ân cần từ khi niên thiếu đến lúc thành cha mẹ ông bà. Xin tình yêu vẫn thấm đượm trong trái tim chịu nhiều thương tổn, và xin kỷ niệm của thời áo trắng ở lại thật lâu hơn tâm hồn của chúng ta. Quỳnh Anh và ban liên lạc lần nữa nhiệt liệt đón mừng hôn mũ khắp nơi tề tụ về họp mặt. Chúc các bạn có một ngày thật vui, trân trọng. Và bây giờ xin mời các bạn nhìn màn hình và chúng ta sẽ cùng chào đón những gương mặt quan trọng của chúng ta ngày hôm nay. Đó là 115 thành viên của Hoàng Hoa Thám. Đó là nhà xin mời. Thank you.
đắc vinh. Số 2, số 3, Duy Tuấn, số 3, Trọng Nghĩa, số 4. Và các bạn
các bạn là không có số trên đây thì có thể khiếu nại với lại ban liên lạc. Và nếu như các bạn nào mà có tên trên này mà có số hai lần thì cũng báo cho ban liên lạc để điều chỉnh lại ạ. Rồi đầu tiên bây giờ là giải nhất. Bắt đầu.
Số 91 à? Số 91 là bạn nào à? 91 là ai? Xin mời. 91 là bạn kia. Quay lại cái hình. Trâm. Dạ. Ủng hộ ca sĩ Hương á.
Bà luôn luôn mang theo
chính là cá thanh xuân vì có nhau. Đôi cánh lá hiểu sắc hoa tình đề vì đi chậm thôi theo bước em. Từ chưa xin sang được dễ ngày càng chuyện tay mình cùng xem nhé. Sinh hoạt hè không tốt
địa phương thì sẽ bị trường kêu lên sinh hoạt. Thì do vậy thì tôi nói là mùa hè có vui có buồn.
Và đó là
số 82. Số 82 là số của bạn Ngọc Bích à. Mời bạn Ngọc Bích đâu, mời các bạn giơ tay à. Ngọc Bích đâu à? Có mà. Rồi Ngọc Bích, ok. Một số, mấy số? Cộng về đấy. Rồi tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Con số thứ nhất là con số 82. Không bị nhắc. Thank you.
xe đạp chứ không có đi xe gắn máy, rồi gặp công an trú như bây giờ, nên con đường ngày xưa nó đẹp lắm. Nhưng mà tôi muốn nói cho con đường ngày xưa nó có chở những mối tình đi qua cho con đường. Những con đường tưởng có mối tình thì là đẹp, trong con đường có giận, có hờn, có ngây ngô, có khóc, có cười. Và tôi muốn nhắc đến nội dung của một bài hát, đó là liên khúc con đường đến trường và ngày thơ tình thơ học ca do nhóm bạn lớp 12B13. Xin mời các bạn ra một tràng pháo tay. Tôi mỗi lần về.
cho phỏng vấn được luôn. Được, quá hay. Đồng nghĩa hát bài xe đạp á, chị Nguyên nhắn rất là hay. Nhìn gối quá. Tại vì bạn thấy nè, có phải đây là chuyện tình có chuyện có là sẵn hiện tại không? Hai tôi rõ nha. Hồi xưa là nhút nhát lắm. Bây giờ nghe ngang một tí, bây giờ là bây giờ thôi rồi đó, bây giờ là ai gan mình gan. Nhưng mà trong hoang mang của mình á, có một em chàng gan hơn nữa. À. Đi theo nha, mà còn kêu nhỏ ơi, những bạn, à, các bạn có biết ai không ạ? Ai đi. Mời các bạn lắng nghe và đoán xem anh chàng này là ai với bài hát Nhỏ ơi, xin mời các bạn. Nào có một cái hình bóng nào mà nó im ở trong lòng mà đến bây giờ
À, nếu mà ở cấp 2 thì ở đây chắc có một số các bạn là học ở Hoàng Hoa Thám, là sau đó thì là trước đó thì là từ Yên Thế đi lên, thì mình trước đây thì mình học ở Yên Thế. Ở cấp 2 thì mình nhớ nhất đó là hình như là Tuyết Mai, đó là mình không gọi đây, xin lỗi nha. Tuyết Mai thì gọi là Tám Tắc Ly đó. Đó thì có nhớ là có gặp Tuyết Mai, đó là một cái cơ duyên mà lên thì có một cái cô bé đó là gây ấn tượng trong lòng Duy Tuấn ạ. Và cái cô gái đó thì hiện nay người ta có một cái tên rất hay, người ta gọi là cô gái đến từ Hoàng Hoa Thám. Có nghe cái khái niệm đó bao giờ? Hoàng Hoa Thám chúng ta sẽ có một bài, sẽ hát một bài rất là hay, là cái quảng cáo dễ sợ luôn các bạn. Mời các bạn lắng nghe bài hát Cô Gái Đến Từ Hoàng Hoa Thám. Xin lỗi nha, bây giờ mình có những hát trở lại nha, hát là hát ra trả bài lại. Nếu có chê thì mới dở thì đừng chê nhiều ha. Năm năm sau trở lại là quay lại hơi xưa. Thank you.
số 17 các bạn. 17 là bạn nào? 17 là hợp lê. Mời bạn số 17. Rồi bấm tiếp theo. Mời bạn số 74. 74 là bạn Tiết Trương. Thank you.
Mai Chi đề nghị là cuộc hát với lại
Không có hả? Có bạn nào thế?
Lấy nhất luôn. Rồi, lấy luôn. Học lắm cuối cùng. 31. 31. Kim Nga bạn. Thầy Văn Học có đọc cho chúng tôi nghe một câu phương ngôn: khi yêu người ta bắt đầu nói dối. Có phải vậy chăng với bạn bè cùng tuổi, lứa tuổi bắt đầu yêu? Sáng nay em gửi gắm gì quay mắt nheo mà khiến anh đêm về khó ngủ? Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ, ngày ngắn vô cùng nên chẳng đủ để nhìn nhau. Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao, dù đôi lúc ngó lơ đi chỗ khác. Thì ra thầy bảo là đúng thật, khi yêu trước tiên mình tự dối mình. Và nếu bạn bè lỡ nhắc đúng một cái tên, tự nhiên em quá chừng mắc cỡ, mắt lặng im và không cười nói bơ. Nếu em bảo hắn đấy à, vội đáp đi còn lâu. Còn anh thì có khác gì đâu, cứ bối rối từ cúi đầu. Có ai lại dám bày tỏ niềm xúc động, nên bất ngờ lại nó có thành không. Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung, sánh mắt nghiêng về một phía. Tự nhiên anh cũng không dám lên lớp trễ, chỉ sợ em chê cô bé ấy lười. Bỗng dưng anh lại cảm thấy yêu đời, anh đi dạo nhiều hơn mỗi căn phòng em ở. Em lại đến ngồi bên cửa sổ, chỉ một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon. Bạn bè ơi đừng tìm hiểu gì hơn, em sẽ nói em chỉ ngồi hứng gió. Còn anh sẽ giải thích vì sao anh đi qua căn phòng đó, cũng giống như đi qua bao căn phòng khác ở trường. Khi yêu ai cũng cảm thấy mình rất bình thường, dù sự thật có rất nhiều thay đổi. Cái đổi thay đầu tiên bắt đầu từ nói dối. Cái nói dối vụng về, con nít dễ thương và có lẽ đáng được bao dung cho những người vì yêu nên bắt đầu nói dối. Có thể lên đây khen cũng được cho mình đỡ mệt, hoặc là chê cũng được để lần sau ai đó tổ chức thì nó sẽ tốt hơn. Thì mong ý kiến đóng góp của các bạn à. Thì mình cũng mong muốn các bạn tiếp bước mỗi năm một lần, thì mình rất mong được cái câu trả lời đó. Cảm ơn các bạn. Thì bạn đã có lần trước rồi, rồi bạn tham gia lần xin lỗi bạn nha, tại vì là lớp của mình á, lớp mình mới nói kỳ này là Tết là phải họp mặt nha. 3 năm mình chờ đợi là mình sẽ rất là háo hức rồi rủ nhau đi. Áo hàng dây đi quanh tìm hoài, ai mang bụi đó đi rồi, ai mang
đã tay đường trường sông núi hàng mây ta sum vầy rồi lắc qua trái lắc qua phải lắc qua trái nó chưa không nói. Tôi nói cái ý tưởng rồi đến bắt đầu rồi tụi mình mới bàn cái gì bàn á. Đầu tiên á